Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đang bên lan trên Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày 15 chiều tối, hiện giờ đang là chiều tối, em đang phải bật đèn bật điện rồi các bạn ạ. Chiều tối ngày 15 thì em tiếp tục cập nhật các loại mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có chia sẻ cho mọi người. Đấy, trước khi chia sẻ giới thiệu các mặt hàng lan và báo giá chi tiết các loại luôn thì em cũng xin nói trước hình thức bán hàng của em thì em sẽ ship hàng COD đi khắp toàn quốc luôn cho các bạn nhé. Rồi các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện, họ giao hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Và số điện thoại liên hệ với trực tiếp với cơ sở chúng em để đặt hàng là các bạn gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho hai số điện thoại của chúng em nhé. Là số 0984 754 102 và thêm một số nữa là 0967 615 815 nhé. Đó. Còn cũng còn ở trên Zalo thì em chỉ tiếp nhận những cái những đơn hàng phản ánh trực tiếp từ các bạn thôi, chứ còn những đơn hàng mà các bạn đặt hàng qua Zalo thì chúng em không tiếp nhận được đâu nhé, tại vì cái thời gian làm việc của chúng em thì là với nghe tiền điện thoại với tần suất khá là cao, không có người để check tin nhắn Zalo, nên là các bạn đặt hàng vui lòng cứ nhắn tin trực tiếp cho chúng em một tin nhắn thôi là chúng em sẽ liên lạc lại để chốt đơn hàng và gửi lan đi cho các bạn nhé. Đó. Bây giờ em đi xin đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà ngày chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2019 em có luôn này. Đó. Như trước mặt các bạn đang thấy một loại hoa rất là rực rỡ đây là lan đơn cam nhé. Lan đơn cam thì em có phân ra làm hai loại luôn. Một loại thì thân dài đẹp. Loại thân dài đẹp này là dài trên 10 cm trở lên hết nhé các bạn nhé. Đấy, có giá là 1.300.000 1 kg này. Đó. Nay chỉ còn độ khoảng 3 kg thôi. Đó. Còn đây là lan hoàng thảo đơn cam, loại cây nó ngắn dưới 10 cm trở xuống nhé các bạn nhé. Đấy, dưới 10 cm trở xuống. Đây, như những thân này là to dài nhất rồi này. Thì có giá là 1 triệu 1 kg thôi các bạn. Đấy. Lan đơn cam thì kể cả những cái đây này. Các bạn nhìn thấy đấy, một cái thân chỉ nhỏ bằng hạt ngô thôi nhưng mà nó vẫn cho hoa đây, cho quả đây. Đó. Cho hoa cho quả bình thường đây. Đây là một thân đơn cam đấy ạ. Đó. Một thân đơn cam nhé các bạn nhé. Đấy, nó vẫn nở cho hoa cho quả bình thường thôi. Đấy. Có giá là 1 triệu thôi. Cái loại thân ngắn ngắn này thì ở đây chắc em còn độ khoảng 2 ký rưỡi này, loại thân ngắn. Và tiếp theo đây thì em có lan hàng cấy mô của Thái này. Là cái này là nhập trực tiếp từ bên Thái Lan về nhé các bạn nhé. Từ các mối là em nhập lại với các mối. Thì nói chung là hàng này là cho hoa đột biến là màu trắng. Đây là màu trắng tuyền cả nhé. Đây là lan chồn trắng này. Có giá là 200.000 một cây nhé các bạn. Lan chồn hoa trắng, đột biến hoa trắng nhé. Trắng tuyền hết ạ. Không không còn có cái những cái chấm hồng như bình thường nữa. Thì cái này nó cũng là hoa của rừng thôi. Nhưng mà cho bông đột biến nên là họ mang về họ cấy mô. Nên là nhân giống ra được với số lượng là nhiều. Đó. Thì có giá là 200.000 một cây nhé. Lan chồn hoa trắng này. Của Thái nhé. Và còn đây thêm một mặt hàng nữa cũng là lan đột biến, nó là giáng hương tam bảo sắc cho hoa rất là thơm và mùa hoa sẽ nở vào tháng 4 tháng 5 nhé các bạn nhé. Đấy, hiện giờ thì cây vẫn chưa xuất hiện nụ đâu. Đấy, mỗi một cây giáng hương tam bảo sắc hoa đột biến màu trắng ngà này thì có giá là 300.000 một cây nhé các bạn. Đó, 300.000 một cây ạ. Thì về cái giáng hương tam bảo sắc nên em xin được nói rõ hơn là nó cũng là giáng hương tam bảo sắc rừng nhưng mà là nó đột biến, nó không còn có màu tím và màu vàng nữa mà nó chỉ có màu trắng ngà thôi, một màu duy nhất. Đó thì nó được cho là đột biến hàng va đấy ạ. Đó thì có họ cũng lấy giống ở rừng, tức là hàng đột biến của rừng, họ nhân giống rồi với công nghệ là cấy mô nên là cấy ra được với số lượng là để chia sẻ với được chúng ta với cái giá nó rất là rẻ luôn. Đấy. Chỉ có 300.000 một cây thôi á. Và còn đây em còn có lan cả lan đai châu hàng cấy mô này. Lan đai châu hàng cấy mô này nhá. Thì có giá là 200.000 một cây nhá các bạn. Đó, 200.000 một cây thôi ạ. Lan rừng cấy mô đấy ạ. Thì là 200.000 một cây. Đấy. Cây thì nó rơi vào độ khoảng 5 lá nhá các bạn nhá. 5 lá mà hàng này rất là đều luôn. Đấy, họ trồng vào chậu. Và còn em còn có cả loại ở trên bảng như này nữa. Đấy. Loại ở trên bảng như này thì cũng có giá là 200.000 một cây. Đấy. Đấy, nên là các bạn thích mua theo từng bảng hay là mua theo theo từng chậu cũng được. Đấy.
Nói chung là nó đều cho giống nhau thôi các bạn. Đấy, ở bảng và ở chậu nó đều cây giống nhau. Đó, 200.000 một cây. Và ở đây em có ba cây này bé bé này. Ba cây này thì nó bé hơn những cái cây đấy. Thì ba cây này có giá là 500.000 đây. Đó. Các bạn nào thích lấy ba cây này thì có giá em để giá chia sẻ cho là 300.000 đấy. Đấy. Và tiếp theo đây em có giáng hương tam bảo sắc. Lô giáng hương tam bảo sắc này hàng rất là đẹp ạ. Lô giáng hương tam bảo sắc này có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Giáng hương tam bảo sắc thì bây giờ đang nụ to dài như này rồi các bạn. Đấy, nụ to dài như này rồi, nhưng mà chúng ta trồng ghép, mới trồng ghép này á thì những cái nụ này là không nên mà chơi hoa ngay, chỉ nên một vài bông một một vòi hoa thôi nhé các bạn nhé. Không nên mà chơi chơi nhiều đâu, thì chơi nhiều quá thì cây nó sẽ bị kiệt sức, thì nó sẽ phát triển chậm nhá các bạn nhé. Đấy, cây rất là đẹp luôn ạ. Còn từng bó như này nhìn nó lá nó hơi nhăn nheo thôi, nhưng mà hàng rất là tươi đẹp. Thì có giá là 250.000 1 kg này. Đấy, giáng hương tam bảo sắc. Và còn đây là lan trúc mành đây. Em có bó long tu đá tím này thì em có khách lấy rồi. Đấy. Còn đây là lan trúc mành. Trúc mành thì bây giờ đang cho nụ hoa như này nhá các bạn nhé. Thì lấy hàng rừng về thì những nụ hoa nó cũng rụng bớt. Đấy, những nụ hoa này sắp chuẩn bị nở nở rồi này. Lan trúc mành có giá là 250.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đó. Và còn đây còn một bó hoàng thảo tam bảo sắc. Bó này thì em chia sẻ với mọi người 50.000 thôi. Các bạn mua đặt hàng với những loại lan khác thì em gửi kèm cho nhé. Chứ còn còn bán riêng bó này thì em lại không gửi được hàng nhé. Các bạn nên lấy đơn hàng từ trên 150.000 trở lên thì em sẽ gửi hàng ạ. Còn đây là lan u lồi. Đây là lan hoàng thảo u lồi. Bây giờ đang lên những cái mầm cây con như này đây. Đấy. Có một vài thân nó nhỏ nhỏ như này thôi. Đó. Còn tất cả đều là thân to đẹp nhá. Đấy. Lan u lồi có giá là 300.000 1 kg đấy ạ. Thì chỗ này chắc chỉ độ khoảng 1 kg thôi. Đấy. Chắc cũng chỉ 300.000 ạ. Còn đây là lan phượng vĩ. Lan phượng vĩ thì con một nửa cân duy nhất thôi này. Đấy. Lan phượng vĩ. Cái này chảy hơn hơn nửa cân, chắc gần một cân ạ. Lan phượng vĩ thì phần này là 100.000 nhé, lan phượng vĩ ạ. Và còn đây là lan đuôi chuột bắc. Đuôi chuột bắc thì cho những vòi hoa rất là dài này, những chùm hoa này, hoa màu chấm tím trắng nhé các bạn nhé. Hoa rất là đẹp luôn và hoa nở rất là bền ạ. Hoa sẽ nở vào tháng 10 nhé. 200.000 một cân ạ. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì có giá là 280.000 một cân. Hàng xô nhé các bạn nhé, to nhỏ lẫn lộn, hàng bây giờ thì cũng rất là khan hàng và giá cũng rất là cao ạ. Đấy. Và còn đây là đùi gà đẹp, hàng đẹp đấy ạ. Lan đùi gà hàng đẹp đây, xanh mướt luôn các bạn ạ. Đấy, xanh mướt luôn nhá. Đấy, từ trên xuống dưới xanh mướt này. Đó. Đó. Từ trên xuống dưới đây đều là xanh mướt hết này. Đấy. Đấy. 250.000 1 kg ạ, lan đùi gà tròn ạ. 250.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Và còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ có những thân nở hoa sớm thì đã nở hoa ở đây các bạn. Đấy, màu hoa rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Môi hồng này, họng tím nhá, cánh trắng hồng, cánh thì phớt hồng nhá. Đấy, và đa số là bây giờ vẫn còn đang nụ như này nhá các bạn nhá. Chỉ có một vài thân như khóm ở đây có một khóm đây thì đang nở hoa thôi. Đấy. Còn đây là toàn bộ đều là đang có nụ hết này các bạn này. Tất cả đều đang nụ này. Đấy, 300.000 1 kg lan ý ngọc nhé các bạn. Đấy, lan ý ngọc thì chiều tối nay mới đổ hàng ra được chục cân đây. Hàng rất là ít hàng thôi ạ. Và tiếp theo trên này đây em có nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng hoa thơm như là quả cam ấy các bạn. Chúng ta ăn quả cam mà mùi hương như nào thì nhất điểm hoàng cho mùi hương thế. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg này. Đó, 120.000 1 kg nhé. Và còn đây là hương vani. Hương vani thì có giá là 300.000 1 kg thôi các bạn. Đấy. Lan hương vani thì em nhập vào giá cũng cực kỳ là cao luôn, nhưng em để giá chia sẻ với mọi người gần như là không có lợi, không có lời ở hương vani luôn, 300.000 1 kg thôi. Hương vani thì cho mùi hương rất là thơm luôn ạ. Còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì là cũng có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Ở đây lấn vào đây thân ngọc thạch. Đấy. Hạc vĩ bắc nhá, 300.000 1 kg ạ. Hạc vĩ bắc thì cũng loài lan rất là dễ thuần. Và còn đây là lan vải rồng. Lan vải rồng thì đây là vải rồng đường Lào nhé các bạn. Là 150.000 1 kg nhá, lan vải rồng đấy ạ. Đấy,
Lan vải rồng rừng Lào này đã mới tàn hoa cách đây độ khoảng tháng rồi các bạn. Đấy, bây giờ là những chùm quả, còn lại những chùm quả thôi. Lan vải rồng trong màu vàng rực rất là đẹp luôn ạ. Còn đây là dáng hương cẩm báo. Dáng hương cẩm báo những cái lá này là nó lúc khai thác về là nó có bị xước, là sạm đen nhé các bạn nhé. Đấy, lan cẩm báo thì bây giờ đang có những nụ đây, như nụ này là cũng bị gãy hỏng này. Đấy, còn bên này một nụ này còn tươi này. Đó, cái cây này. Đấy, lan cẩm báo bây giờ đang nụ nhé các bạn nhé. Lan cẩm báo có giá là 300.000 một cân nhé các bạn. Đấy, lan cẩm báo có giá là 300.000 một cân ạ. Hàng rất đẹp nhé, đều đẹp luôn ạ. Đấy, cây nó cũng chỉ gọi là xước lá đôi chút thôi các bạn nhé. Đảm bảo có đầy đủ ngọn để cho cây phát triển nhé các bạn. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng thảo. Hoàng thảo xoắn đấy. Đây là hoàng thảo xoắn đấy ạ. Hoàng thảo xoắn thì có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn thì ở đây vẫn còn một khóm là vẫn còn nở hoa đây. Đấy, cho hoa màu tím nhé các bạn. Đấy, thân của nó cũng gần giống với đùi gà tròn và hoàng thi hạc các bạn. Đấy, hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 một kg. Loài hoa rất là đẹp ạ. Đấy. Và còn đây là lan đuôi cáo. Đuôi cáo này thì hàng xô thôi các bạn. Có giá là 250.000 một kg ạ. 250.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây, em mới đổ ra đây đêm chục cân hoàng phi hạc đây. Hoàng phi hạc, loài lan cực kỳ là dễ thuần. Và nó lại cho hoa rất là đẹp ạ. Và mặt bông của nó rất đa dạng. Bông xanh có, bông trắng có và bông hồng cũng có nhé. Về cái hoàng phi hạc này. Và cũng có cả họng tím này, họng đen. Và có cả họng xanh, có. Đấy. Mặt bông nó khá là đa dạng, có giá là 170.000 một kg thôi các bạn. Nay em bán với cái lô hàng nó giá rẻ nên em cũng bán giá rẻ cho mọi người thôi. Đó, 170.000. Và còn đây là sơn thủy tiên nhá. Sơn thủy tiên, mẻ sơn thủy tiên này cây rất là đẹp luôn ạ. Đấy, dề không phải to lắm mà cũng không phải nhỏ lắm. Nó được rất là đều cây. Đấy. Và rất là đẹp luôn ạ. Đấy, sơn thủy tiên thì bây giờ đang mùa hoa này đây. Hoa rất là thơm nhá các bạn nhá. Đấy, hoa sơn thủy tiên thơm lắm các bạn ạ. Đó. Đấy. Và còn đây là lan ngọc thạch rừng Lào nhá. Ngọc thạch rừng Lào có giá là 180.000 một kg thôi các bạn. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 130.000 một kg nhá các bạn. Kim điệp xuân đấy ạ. Kim điệp xuân bây giờ đang lên những mầm gốc này. Cây cũng mới hết mùa hoa cách đây độ khoảng 20 ngày. Đấy. À vâng, cái sơn thủy tiên thì em chưa báo giá các bạn nhỉ. Cái sơn thủy tiên này có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Sơn thủy tiên hàng rất là đẹp luôn ạ. Đấy, mẻ hàng rất ok, như dề này có khoảng 1 cân này. Đấy. Bạn nào thích lấy dề này em để luôn cho này là 220.000 đây. Một dề duy nhất thôi. Các bạn ạ. Hình như ở đây một dề nữa này, dề này chắc phải to hơn. Dề này 250.000 này, đấy. Dề này to hơn cái dề kia nhá các bạn nhá. 250.000 thôi, rất là đẹp ạ. Còn lại thì không còn dề rồi, đấy. Đó. Và tiếp theo đây là ngọc thạch Bắc nhá. Ngọc thạch rừng Bắc ạ, rừng Tây Bắc đấy ạ. Thì ngọc thạch thì bây giờ đang lên những mắt nụ này đây, ngọc thạch rừng Bắc, ngọc thạch Lào thì hết mùa hoa rồi nhá các bạn nhá. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang sưng những mắt nụ như này. Đấy. Cái ngọc thạch Bắc thì có giá là 220.000 một kg nhá các bạn. Đấy. 220.000 một kg ạ. Đó. Và còn đây là kiều tím. Ui, cái kiều tím rất to này. Kiều tím miền Trung đây. Kiều tím thì có giá là 350.000 một kg nhé các bạn. Và đây, hàng dề đây thì em có tổng thể ở đây có 3 dề này. Dề này có giá là 600.000 nhé các bạn. Dề này có giá là 600.000 này. Rất là đẹp luôn ạ. Còn dề này đây là có giá là 650.000 nhá các bạn nhá. Dề này nhiều lá mướt hơn. Đấy. Sơn thì về cái hàng này thì bây giờ cây đang sưng nụ rất là nhiều ạ các bạn. Đấy. Đây như thân này đây đang sưng nụ này, rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, nụ đây các bạn. Đó, như thân này đây nụ cũng khá là to rồi về cái kiểu tím đấy ạ. Đó. Còn dề này đây. Dề này cũng là 600.000 luôn này, dề số 3 nhá các bạn nhá. Dề này cũng 600.000 luôn này. Rất là nhiều thân, thân nhỏ hơn hai dề đấy nhá. Đó. Và
Tiếp theo đây thì em có lan kiều vàng đây. Kiều vàng có giá là 220.000 1 kg ạ. Đó. Hàng rất đẹp nhá, thân to đẹp nhá các bạn nhá, kiều vàng đấy ạ. Thân to đẹp luôn ạ. 220.000 1 kg. Và còn đây là trầm vàng. Trầm vàng có giá là 250.000 1 kg nhá các bạn nhá. Trầm vàng ạ. Trầm vàng có giá là 250.000 1 kg thôi ạ. Còn đây là đuôi chồn Lào. Đuôi chồn rừng Lào nhá các bạn. Cây khá là to đều đây. Thì 1 kg nó rơi vào độ khoảng 20 cây các bạn. Đó. Lá nó hơi héo héo nên là rất là nhẹ cân. Về chúng ta ngâm B1 rồi ghép nhá các bạn nhá. 250.000 một cân ạ, lan chồn Lào. Và còn đây là lan sóc tím rừng Lào nhá, sóc Lào nhá. Sóc Lào có giá là 200.000 1 kg thì nay em giảm giá cho mọi người, gọi là hỗ trợ tiền ship cho mọi người là 180.000 1 kg thôi đấy. Đó, đó. Còn đây là kim biệt nhựa nhá các bạn. Kim biệt nhựa cũng có giá là 180.000 1 kg đấy ạ. Đó. Kim biệt nhựa thì chủ yếu là hàng giống thôi các bạn. Thì cũng được rất là lợi đầu cây. Về chúng ta ghép thì sang năm chúng ta chơi một giò nó cây nó sẽ to hơn. Cây bây giờ nó chuẩn bị lên mầm gốc nhé các bạn nhá. Và còn đây là kiều vuông cam đây. Kiều vuông thân dài, nó là kiều mỡ gà đó. Đó. Thì là 280.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Kiều này thì thân cũng rất là đẹp và rất là nhiều lá luôn ạ. Hàng đẹp nhá các bạn nhá. Và còn ở đây thì em có lan kiều kiều vuông rừng Lào nhé các bạn. Kiều vuông này thì cho hoa vàng bình thường thôi. Đấy, kiều vuông rừng Lào này có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, kiều vuông thân ngắn đấy ạ. Thì là 250.000 1 kg, hàng rất đẹp ạ. Còn đây là kiếm đỏ. Kiếm đỏ em còn một dề này thôi. Dề kiếm đỏ này 600.000 đấy ạ. Dề này rất là to và tròn đều đấy ạ. Đó. Và còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì mẻ hoàng lạp rất đẹp luôn, thân to đều. Rất là ít cái cây nhỏ này thôi. Đấy. Hoàng lạp thì có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Đó. 150.000 1 kg thôi các bạn. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại mà ở đầu tiêu clip mà em đã đề cập nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.